Mến chào quý khán giả đang đến với chương trình Thời sự TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất. Trùm buôn lậu xăng giả ở Đồng Nai đang bị truy nã là ai? Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố 74 bị can về tội buôn lậu và nhận hối lộ trong đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng giả. Trong số các bị can bị đề nghị truy tố về tội buôn lậu, một số bị can giữ vai trò cầm đầu đường dây như Phan Thanh Hữu, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Phan Lê Hoàng Anh, Nguyễn Hữu Tứ 65 tuổi, Đào Ngọc Viễn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Dương Hải Phòng. Riêng đối tượng Ngô Văn Thụy, nguyên đội trưởng đội 3, cục điều tra phòng chống buôn lậu, tổng cục Hải quan bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ. Đáng chú ý, Phạm Hùng Cường cũng được xác định có vai trò cầm đầu trong đường dây buôn lậu hơn 200 triệu ly xăng. Do Cường hiện đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra công an tỉnh Đồng Nai quyết định truy nã, lúc nào bắt được sẽ xử lý sau. Kết luận điều tra cho thấy Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn đã quen biết nhau từ cách đây hàng chục năm. Tháng 9 năm 2019, Hữu hoán đổi tiền góp vốn với một giám đốc doanh nghiệp để lấy 4 tàu thủy Nhật Minh mang số 06, 07, 08 và 09 với mục đích dùng để buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam. Khi biết Viễn đang điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Dương Hải Phòng, chuyên kinh doanh, mua bán, vận chuyển xăng dầu và có nhiều mối quan hệ với một số cá nhân ở các cơ quan chức năng, Hữu đã bàn bạc, thỏa thuận, góp vốn cùng Viễn thực hiện hành vi buôn lậu xăng. Sau đó, Hữu, Viễn cùng ba người khác góp vốn hơn 53 tỷ đồng để mua xăng với thỏa thuận, lợi nhuận thu được sẽ chia tỷ lệ Hữu 40%, Viễn và những người còn lại hưởng 60%. Sau khi giới thiệu cho Hữu liên lạc với chủ hàng ở Singapore để thỏa thuận về giá và cách thức nhận hàng, viễn điều hai tàu biển chuyên dụng Pacific Ocean trọng tải 3.000 tấn và Winter Sea 5.000 tấn đậu tại vùng biển tự do giáp danh giữa các nước Singapore, Indonesia, Malaysia để chờ nhận hàng. Khi có tín hiệu, các tàu này sẽ vào cảng Vopak của Singapore rồi liên lạc với đại lý để nhận hàng. Khi các tàu về đến vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, Hữu chỉ đạo thuyền trưởng và thủy thủ đưa tàu Nhật Minh 789 ra sang mạng số xăng vừa nhập khẩu, trở về khu vực sông Hậu thuộc địa phận xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, hoặc dùng các tàu Khánh Hòa 13 đưa vào cảng Bắc Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa để tiêu thụ. Do xăng lậu có màu trắng trong khi thị trường tiêu thụ trong nước là có màu vàng nhạt, nên để không bị phát hiện và thuận lợi trong tiêu thụ Hữu sử dụng bột màu và dung môi để pha chế số xăng nhập khẩu lậu ngay trên tàu thành màu vàng nhạt nhằm cho ra loại xăng có màu giống với xăng đang tiêu thụ trong nước. Để đối phó với các cơ quan chức năng, Hữu ký hợp đồng vận chuyển khống xăng với công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Minh Nhật giao cho thuyền trưởng các tàu Nhật Minh để xuất trình khi bị kiểm tra. Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, chỉ trong thời gian ngắn từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021, Hữu và Viễn cùng với các đối tượng trong đường dây đã vận chuyển 48 chuyến tàu chở sang nhập lậu với số lượng hơn 189 triệu lít, trị giá gần 2.800 tỷ đồng. Số xăng này đã được đem đi tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỷ đồng. Riêng Phan Thanh Hữu hưởng lợi hơn 105 tỷ đồng. Cùng với việc hợp tác với Hữu, cuối năm 2020, Viễn cùng với Nguyễn Minh Đức và Phạm Hùng Cường góp 19,3 tỷ đồng mua hai tàu biển Khánh Hòa 01 và Khánh Hòa 03 để chở xăng lậu. Trong đó Phạm Hùng Cường có nhiệm vụ liên hệ với đầu mối tại Singapore, còn Đức lo tiêu thụ xăng. Cơ quan điều tra xác định Phạm Hùng Cường phạm tội buôn lậu với vai trò cầm đầu. Tuy nhiên, Cường đã bỏ trốn, nên Công an tỉnh Đồng Nai quyết định truy nã. Lúc nào bắt được sẽ xử lý sau. Cùng với đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã làm rõ việc khi nắm được thông tin cục điều tra chống buôn lậu. Tổng cục Hải quan triển khai bắt giữ tàu vận chuyển sang lậu. Hữu và đồng bọn nhiều lần tìm cách tiếp cận, gặp gỡ Ngô Văn Thụy, đội trưởng đội 3, cục điều tra chống buôn lậu để nhờ giúp đỡ. Thụy đã nhận của nhóm Hữu 10.000 USD, 500 triệu đồng và một thẻ ATM với số dư 100 triệu đồng trong tài khoản. Ngoài hối lộ cho Ngô Văn Thụy, Hữu và Từ còn có hành vi đưa hối lộ cho một số cá nhân là quân nhân trong lực lượng cảnh sát biển, bộ đội biên phòng, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển tài liệu, chứng cứ sang cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Để tiếp tục làm rõ vụ việc, hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã tiến hành điều tra đối với Phan Thành Hữu và đồng phạm về các tội sản xuất, buôn bán hàng giả và in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Và cuối cùng như thường lệ, nếu quý vị và các bạn thấy hay, hãy like và comment cũng như đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại! Hiệp hội rau quả Việt Nam cho biết xuất khẩu rau quả đạt mức tăng trưởng cao ngay trong tháng đầu năm 2022. Kim ngạch xuất khẩu rau quả tháng 1 năm 2022 đạt 301 triệu đô la Mỹ, tăng 0,3% so với tháng 12 năm 2021. Theo đó, hoạt động xuất khẩu được các doanh nghiệp duy trì xuyên Tết Nguyên đán. Những lô hàng xuất bán đi khắp các thị trường Mỹ, EU, Australia được duy trì đã góp phần tạo nên doanh thu xuất khẩu ấn tượng. Năm 2021, xuất khẩu rau quả đạt 3,55 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,6% so với năm 2020. Trong đó Trung Quốc là thị trường lớn nhất của ngành rau quả Việt Nam, đạt 1,9 tỷ đô la Mỹ, chiếm đến 53,7% tổng kinh ngạch xuất khẩu năm 2021. Hiệp hội Sao quả Việt Nam dự tính nếu tốc độ tăng trưởng xuất khẩu được giữ vững, thì mục tiêu xuất khẩu 3,8 cho đến 4 tỷ đô la Mỹ có thể thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, một tín hiệu đáng mừng cho trái cây tại các tỉnh miền Tây sau Tết, nhiều nông dân miền Tây phấn khởi khi nhiều loại trái cây tăng giá như là xoài, dưa hấu, cam, mít. Cụ thể, xoài trước và sau Tết khá hút hàng, giá từ 23.000 đồng đến 24.000 đồng trên 1 kg, tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Thương lái mua gom ngay trong Tết, sớm hơn nửa tháng để cung ứng trong nước và xuất khẩu nhưng sản lượng hiện có khá ít. Mít thái cũng đang tăng giá, hiện giá loại 1 trên 10 kg là 24 đến 25 000 đồng 1 kg, loại 2 từ 12 000 đồng đến 14 000 đồng trên 1 kg, tăng hơn trước Tết khoảng từ 6 000 đồng đến 10 000 đồng trên 1 kg cũng như xoài, giá mít tăng do nguồn cung khan hiếm và thị trường Trung Quốc bắt đầu nhập hàng trở lại. Một số loại trái cây khác ở miền Tây cũng có giá khá cao đó là dưa hấu 12.000 đồng đến 14.000 đồng trên 1 kg, cam sành 17.000 đồng 1 kg và chuối 8.000 đồng trên 1 kg. Những ngày này, không khí làm việc trong năm mới đã bắt đầu trở nên gấp gáp tại thành phố Đà Nẵng. Nhưng có lẽ bận rộn nhất vẫn là những nhà vườn mai. Họ tất bật nhận mai, nhiều người gửi lại để dưỡng mai, chuẩn bị cho một mùa vụ mới. Vườn mai của ông Nguyễn Quang Tiến gồm 400 gốc, đang được đặt tại một khoảnh đất ông Tiến đi thuê lại, nằm trên đường Phạm Hùng, thành phố Đà Nẵng. Từ chiều mùng 3 Tết, đồng loạt các triệu mai được người chơi gửi trả lại tất cả xếp thành từng dãy, nằm kín khuôn viên. Ông Tiến gần như không nghỉ Tết, túc trực ra nhận mai để thay chậu cắt hoa bắt đầu cho mùa dưỡng mai mới. Ồ, năm nay yếu lắm. Kinh tế yếu như này, mai năm nay yếu lắm. Thị trường này rất yếu. Ừ. Ở đây à? Ừ. Đây khoảng, khoảng 4 đêm chạm, 4 đến 5 năm chạm. Mọi về chơi rồi gửi lại mình hay là mua nơi khác ở đây mà gửi mình cũng được, mình bán, mình cho thuê. ở đây là có dịch vụ đó chăm bán cho thuê. bữa nay là lái mai về rồi đấy, cái đồng năm là lái về rồi đó, nó chở tới rồi. Đấy. Vườn mai hiền nga ở xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng là một trong những vườn mai quy mô nhất ở Đà Nẵng. Chiều mùng 4 Tết, nhà vườn này đã có nhiều công nhân tới làm việc. Chủ vườn túc trực để nhận mai khách thuê gửi trả lại, bắt đầu vụ chăm dưỡng mới. Vườn mai này hiện có tổng cộng 500 gốc mai lớn nhỏ, có những gốc được định giá tới gần 3 tỷ đồng. Hàng chục gốc mai có tuổi đời từ 50 đến 100 năm, từ lâu nay phục vụ người chơi Tết ở Đà Nẵng. Bị nó sớm hết. Cái nơi năm ngoái gì? Tắc thu năm nay khoảng 7 đến 700 thì bắt đầu vào thì bắt đầu tháng duyên thì mình lại những cái cây hoa mà mình không chơi thì mình lại lặt bỏ hết những cái cành hoa lặt hết sau đó bắt đầu mình mới uh, vô đất lại rồi mình chăm những cái cây nào nó khỏe thì uh, nó không tốn nhiều sức mà mấy cây nào nó yếu thì mình bắt đầu mình lại uh, lấy gốc lấy đất ra Rồi mình vô đất lại rồi, rồi, rồi. cái đấy mình uh, bón phân cho nó chu kỳ và mình uh, kiểm tra cái cái uh, sau và cái dài thôi chứ còn nó cũng không có gì mà phức tạp. Những ngày này, thành phố Đà Nẵng đang bắt đầu đông đúc trở lại do dòng người từ quê trở ngược ra thành phố làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Sau một cái Tết vừa vặn, người Đà Nẵng đang mong một năm mới tốt lành, cuộc sống bình thường trở lại để làm ăn khấm khá sau dịch bệnh.